Để có tư duy như một triệu phú thì chúng ta cần có những kỹ năng cơ bản sau. Thứ nhất là kỹ năng quản lý tài chính. Thì đầu tư vào kiến thức và kỹ năng là cách tốt nhất để xây dựng tài sản vững chắc. Hãy học hỏi liên tục, đặt ra mục tiêu rõ ràng và phát triển kỹ năng mới để mở rộng cái tầm nhìn và cơ hội của mình. Thứ hai, kỹ năng quản lý thời gian. Tự điều chỉnh lịch trình hàng ngày, tập trung vào công việc quan trọng và ưu tiên cái công việc quan trọng đó. Tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra cái cơ hội mới bằng cách sử dụng thời gian một cách thông minh nhất. Thứ ba là xây dựng mối quan hệ chất lượng. Thì xây dựng mạng lưới mối quan hệ tích cực là học hỏi từ người thành công và đóng góp cho cộng đồng của bạn. Mỗi môi trường hỗ trợ sẽ mở ra cơ hội kinh doanh và truyền cảm hứng. Thứ tư là kỹ năng quản lý rủi ro và thách thức. Thì các bạn luôn dự trữ và lập kế hoạch phòng ngừa, tìm cách tận dụng cơ hội từ các thách thức và biến cái rủi ro thành cơ hội để phát triển và thành công. Thứ năm là học hỏi liên tục và luôn luôn đổi mới. Thì các bạn không ngừng học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng mới để thích nghi với thay đổi. Tư duy đổi mới sẽ tạo ra cái sự khác biệt và cơ hội mới cho cái sự thành công. Hãy áp dụng những kỹ năng này để bắt đầu hành trình tư duy như một triệu phú và đạt được mục tiêu của mình. Chúc tất cả các bạn thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe hết.